con nên chú chồng, rồi mời mẹ cũng mong và chúc hai con á sống đời hạnh phúc, nhiều dắt nhau đi dù cho gian khổ thế nào thì cũng phải đi hết cái đoạn đường đời, đó là mong muốn duy nhất của mẹ. Hôm nay ngày vui của chị Ngân và anh Phải, chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc.